Hello, xin chào 500 anh em. Mở đầu bản tin trong ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau điểm nhanh những thông tin, tin tức của thị trường ô tô trong nước và quốc tế. Và ngay sau đây là bản tin news số 06 của Auto Việt Nam và mình là Chí Trần. Kia Seltos tiếp tục dẫn đầu trong phân khúc hạng B, bỏ xa người hàng xóm Hyundai Kona. Cựu vương Ford EcoSport dần đi vào trạng thái chết yểu. Chương trình đánh giá xe mới của khu vực Đông Nam Á ASEAN NCAP đã trao giải cho hãng xe mới có cam kết cao về mức độ an toàn. Cụ thể, cho cả 3 dòng xe đều đạt chứng nhận 4 và 5 sao của VinFast. Kia K8 lộ diện những hình ảnh đầu tiên tại Hàn Quốc với một ngoại hình mang phong cách thiết kế đến từ châu Âu. Ở bên kia Bắc bán cầu, Ford sẽ dừng bán ô tô sử dụng động cơ đốt trong bắt đầu từ năm 2030. Tất cả sẽ có trong bản tin news số 06 của Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nhé. Xin cảm ơn. Theo nguồn tin đến từ Zing.vn, số lượng xe bán ra trong năm 2020 của nhóm các dòng xe gầm cao đa dụng cỡ nhỏ có mức giá từ 600 tới khoảng 800 triệu đồng, tăng tới 76% so với thời điểm năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự xuất hiện của hai mẫu xe rất hot được nhiều người tiêu dùng Việt Nam chú ý tới, đó là Kia Seltos và Toyota Corolla Cross. Những cái tên đã thay đổi cuộc chơi trong phân khúc này. Với doanh số đạt 1.226 xe, Kia Seltos trở thành chiếc xe bán chạy nhất trong phân khúc crossover hạng B, luôn luôn đứng trong top 10 dòng xe bán chạy nhất tháng. Cá nhân tôi cho rằng không phải phân tích quá nhiều, ai cũng biết chiếc xe này có một ngoại hình rất đẹp trai, trang bị nhiều tính năng công nghệ hiện đại, đánh trúng đòn tâm lý vào người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh đó sẽ có một cái mức giá bán hợp lý so với các đối thủ, cũng là yếu tố giúp cho chiếc xe này liên tục gặt hái được nhiều kết quả tốt đến như vậy. Tuy nhiên, mẫu xe crossover đến từ thương hiệu Hàn Quốc cũng bị khách hàng phàn nàn rất nhiều về những vấn đề liên quan tới kỹ thuật và dịch vụ bán hàng. Ví dụ như tình trạng dột nước vào cabin xe, hộp số bị quá nhiệt và thời gian chờ nhận xe quá lâu. Có rất nhiều khách hàng cảm thấy bức xúc vì không được giao xe đúng thời hạn ký hợp đồng. Cay nhất là bị các đại lý thổi giá, kênh giá và bắt mua phụ kiện. Mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản Toyota Corolla Cross kể từ khi ra mắt cũng gặt hái được rất nhiều kết quả tốt. Cụ thể, trong tháng 1 năm 2021, mẫu xe này bán được 853 chiếc, đứng vị trí thứ hai xếp sau mẫu xe Kia Seltos trong phân khúc gầm cao cỡ nhỏ có mức giá từ 600 tới 800 triệu đồng. Với lợi thế là được nhập khẩu từ Thái Lan và có ưu thế về mặt thương hiệu. Bên cạnh đó, Corolla Cross sở hữu một phong cách thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense, một trong những con át chủ bài của hãng xe đến từ Nhật Bản. Còn lại, các mẫu xe nằm chốt bảng đó là Hyundai Kona, Honda HR-V và Ford EcoSport với doanh số bán hàng trong tháng 1 năm 2021 lần lượt là 353 xe, 229 và 177 xe. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây chưa phải là thời điểm khó khăn nhất đối với 3 mẫu xe này vì thời điểm tháng 1 rơi vào dịp Tết Nguyên đán, người tiêu dùng có nhu cầu mua xe đi lại trước Tết tăng đột biến. Bởi lẽ vậy, doanh số vẫn có những sự tươi mới. Còn nếu như bước sang thời điểm tháng Ngâu, doanh số của các mẫu xe trên có thể sẽ thảm bại và lại đẹp hơn nữa. Ngày 16 tháng 2 năm 2021, chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á ASEAN NCAP đã trao giải hãng xe mới có cam kết cao về mức độ an toàn cho thương hiệu ô tô của Việt Nam, VinFast, với 3 dòng xe đều đạt chứng nhận hạng 4 và 5 sao. Điểm mấu chốt ở đây là VinFast là thương hiệu duy nhất ở tại khu vực được nhận danh hiệu này. ASEAN NCAP là sự kiện tổ chức 2 năm một lần bởi chương trình đánh giá xe mới nằm trong khu vực Đông Nam Á bắt đầu từ năm 2014 nhằm vinh danh các nhà sản xuất ô tô có thành tích xuất sắc về an toàn. Với 2 dòng xe Lux A và Lux SA 2.0 đạt chứng nhận an toàn hạng 5 sao, Fadil chứng nhận an toàn hạng 4 sao, VinFast tự hào là thương hiệu duy nhất cho đến nay được ASEAN NCAP trao giải thưởng này. Trong khi đó, ở tại Việt Nam, VinFast cũng là một trong số ít thương hiệu ô tô sở hữu danh mục với sản phẩm 100% đạt chứng nhận an toàn ở mức cao nhất của ASEAN NCAP. Nhìn vào những hình ảnh bên trên màn hình, các bạn sẽ thấy yêu ngay từ những ánh nhìn đầu tiên. Quả thực, hãng xe đến từ Hàn Quốc chưa bao giờ làm cho tôi cảm thấy thất vọng. Phần đầu xe nổi bật với chi tiết lưới tản nhiệt hình mũi hổ được xẻ rộng sang hai bên, làm một cách rất táo bạo và có rất nhiều điểm nhấn thừa hưởng từ những mẫu xe concept. Bên trên nắp cabo sử dụng những đường gân nếp gấp vút sâu xuống mặt ca lăng xe, đi kèm với phần cản ba sốc trước được gọt đẽo theo kiểu dạng hình kim cương trông rất phức tạp. Trong khi đó, cụm đèn chiếu sáng phía trước được thiết kế rất mảnh mai nhưng không hề kém phần hiếu chiến. Nhìn từ bên hông xe các bạn sẽ thấy những đường gân dập nổi tiếp tục chạy dọc theo chiều dài của chiếc K8 này. Tuy nhiên, đẹp và hoàn mỹ nhất phải nói tới đuôi sau. Nổi bật nhất là cụm đèn hậu có thiết kế hình chữ Y, được nối liền bằng dải đèn LED gần như ôm trọn phía đuôi xe, làm một cách rất cầu kỳ. Ống xả kép thể thao có viền kim loại sáng bóng, mang tới một không khí hài hòa trong phong cách thiết kế từ đầu thân cho tới đuôi xe. Tuy nhiên, những hình ảnh bên trong cabin xe của K8 chưa được tiết lộ, nhưng Kia cho biết mẫu Kia K8 sẽ là dòng xe đầu bảng của thương hiệu Hàn Quốc với trang bị nội thất cao cấp nhất, nhưng sẽ được làm một cách tối giản nhất có thể. Bắt đầu từ năm 2030, Ford sẽ chỉ bán tại châu Âu các dòng xe sử dụng động cơ điện. Điều này đồng nghĩa những mẫu xe như Ford Fiesta hay Focus sẽ không còn lựa chọn động cơ xăng. Theo kế hoạch, đến giữa năm 2026, tất cả các dòng xe Ford sẽ được điện hóa, chỉ sử dụng động cơ thuần điện EV hoặc động cơ plug-in hybrid, tức là động cơ xăng lai điện. Trong khi đó, bước sang năm 2030, mọi dòng ô tô du lịch của Ford sẽ là xe sử dụng động cơ thuần điện. Còn đối với các dòng xe thương mại như là Ford Transit, Ford Tourneo, tương lai sẽ có thêm các phiên bản sử dụng động cơ xăng lai điện và thuần điện, trong khi đó vẫn giữ lại lựa chọn động cơ đốt trong để phù hợp với mục đích vận tải kinh tế. Với những quy định càng ngày càng khắt khe về việc hạn chế phát thải khí CO2 ra môi trường, các nhà sản xuất ô tô bắt buộc phải đẩy nhanh chuyển đổi sang sản xuất ô tô điện. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 06 của Auto Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại những video clip tiếp theo.